À, câu cá trên Kênh Đông nè. Quay phim không phải dính của anh nãy đâu, dính của hai cha con anh nãy bên kia kìa, bên lùm cây bên kia kìa. Anh này anh chụp con lữ xuống mé mà nó đâu xuống mé được. Đi câu cá không dính cá mà dính chó không nè.